Ok, bây giờ sẽ là cái đoạn phần 2, đoạn điệp khúc và cái đoạn cuối, đoạn cao trào cuối. Thì mọi người đang kết thúc ở la thứ và cái đoạn đầu đó kết thúc cái câu như này. Sau đó mọi người gạt xuống một cái, sau đó mọi người sẽ đánh cái dây buông, dây một hai lần, đấy. Gạt xuống một cái xong đánh dây buông luôn, sau đó mọi người đánh dây buông hai lần nhá, dây buông dây một hai lần, sau đó mọi người bấm vào ngón út của 03 của dây một, mọi người đánh xong mọi người kéo lên khoang 5. Đấy, như này nhá. Đó. Sau đó mọi người bấm ngón trỏ vào khoang 3 của dây 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 4. Đánh dây 1 với cả dây 4. Vẫn bấm khoang 5 nhá. Sau đó mọi người thả ra. Thả ra đánh dây 1 hai lần. Sau đó bấm ngón này, ngón giữa vào khoang 3 của dây 03 của dây 2. Khoang 3 của dây 2 mọi người đánh dây 2. Xong mọi người đánh dây 1. Cả câu này. Xong rồi sau đó mọi người đánh dây 4. Sau đó mọi người lại đánh dây 1 buông 2 lần. Sau đó mọi người bấm ngón út lên khoang 5 của dây 1. Sau đó bấm ngón giữa vào khoang 3 của dây 1. Đánh dây 6 với cả dây 1. Sau đó đánh 2 lần dây 1. Sau đó thả ra. Sau đó lại bấm vào. Sau đó đánh dây 6. Đấy. Sau đó thả ra tiếp này. Đánh 2 lần. Đánh 2 lần nhé. Sau đó bấm vào. Lại bấm vào khoang 3. Bấm ngón áp út nhé. Bấm vào đánh 1 lần. Sau đó mọi người bấm lên ngón giữa lên khoang 2 của dây 3. Sau đó mọi người đánh. Đánh dây 4 với dây 1. Đánh 4 với 1 xong rồi bấm ngón trỏ vào. Đấy. Sau đó mọi người thả ra đánh dây 1. Đánh dây 1 buông. Sau đó bấm ngón trỏ lên khoang 1. Đấy. Sau đó bấm ngón trỏ vào dây 2 khoang 1. Đó. Này, cả câu này. Sau đó mọi người đánh dây 3 khoang 2 nhé. Sau đó mọi người bấm lên thế tay như này. Khoang 3 của dây 6 và khoang 3 của dây 2. Đang bấm này đúng không? Thì chuyển ngón áp út lên khoang 3 của dây 6. Ngón út vào khoang 3 của dây 2. Dễ hơn. Đấy. Đánh dây 3 này. Sau đó chuyển lên như này. Đánh dây 6 với dây 2. Đó. Sau đó ngón trỏ này bấm vào khoang 2 của dây khoang 1 của dây 2. Đánh dây 2 với dây 3. Dây 2 với dây 3 hai lần. Sau đó bấm ngón út vào khoang 2 của dây khoang 3 của dây 2. Đây nhá. Đây. Đó. Sau đó mọi người chuyển lên đô. Mọi người chuyển sang đô này. Mọi người đánh 1
sau đó mọi người đánh 5, sau đó tỉa 4 3 2, sau đó chuyển sang mi trưởng gạt xuống một cái đó, đánh lại cái câu này. Đánh dây 1 này, sau đó chuyển lên đô, đánh dây 6. Đó. Đang có mi thứ gạt xuống một cái như này nhá. Xong câu tiếp theo nó sẽ như này. Câu đang mi thứ kết thúc này mọi người sẽ đánh cho mình này. Đánh dây 4 này, 2 lần. Sau đó mọi người nhấc ra này. Mọi người đánh dây 3 buồng. Sau đó mọi người bấm vào la thứ. Chuyển sang la thứ, mọi người đánh dây 3 với cả dây 5 này. Sau đó mọi người đánh dây chuyển xuống la thứ, mọi người đánh dây 3 với dây 5 này. Sau đó mọi người đánh dây 4 này. Đánh 2 lần. Sau đó mọi người nhấc ngón trỏ ra. Nhấc ngón giữa này ra. Đánh 1 lần, sau đó lại bấm vào. Đánh thêm 1 lần nữa. Nghe nó như này nhá. Sau đó mọi người đánh dây 5. Sau đó lại đánh dây 2. Đánh dây 4 2 lần. Sau đó đánh dây 3. Sau đó mọi người chuyển lên mi thứ. Mi thứ đánh dây 6 với dây 1, dây 6 với dây 2. Sau đó lại đánh dây 4 2 lần. Sau đó lại nhấc ngón này ra. Đánh dây buông, dây 4. Đó. Đó. Sau đó mọi người chuyển xuống rê, chuyển xuống cái nốt này, ngón áp út, ngón giữa bấm vào khoang 2 của dây 3, đánh 2 lần. Sau đó đánh dây 2, dây 2 buông. Sau đó đánh dây 4 và dây 2 tiếp thêm một nữa. Đánh xong này thì mọi người bấm ngón trỏ vào khoang 1 của dây 2. Đó. Này. Này. Sau đó thả ra. Đánh dây buông dây 2. Sau đó đánh dây 3. Sau đó mọi người đánh dây 3 nhé, sau đó lại đánh dây 1. Đó, sau mọi người chuyển lên son. Chuyển lên thế tay như thế này. Đấy, chuyển thế tay như thế này. Khoang 2, khoang 3 của dây 2 và khoang 3 của dây 6. Đó. Đánh dây 2 với cả dây 6. Sau đó mọi người thả hết ra, đánh dây 2 và dây 3. Đánh 2 lần. Sau đó mọi người đánh lần thứ 3 thì mọi người bấm ngón trỏ vào khoang 2, đánh xong rồi bấm ngón trỏ, đánh 2 lần này. Đến lần thứ 3 thì bấm ngón trỏ vào. Sau đó mọi người bấm lên la thứ, đánh dây 3. Dây 3 xong rồi đánh dây 6. Đánh dây 5. Sau đó mọi người thả con này ra nhé. Mọi người lại đánh lại cái dây 4 này, dây 3, dây 2. Sau đó mọi người lại bấm ngón trỏ vào. Đấy, lại như này. Đó.
Rồi, đó là hết cái đoạn điệp khúc. Sau đó thì mọi người sẽ đánh lại cái đoạn từ cây đã già lua như phần 1. Thì ở đoạn ở trong bài bản gốc thì nó sẽ khác một chút, nhưng mà theo bản của mình đánh thì mọi người sẽ đánh giống hệt cái đoạn đầu. Mọi người sẽ đánh cây đã già lua cho tới nhưng sao không được. Xong lại tiếp tục vào điệp khúc một lần nữa. Sau khi hết điệp khúc, hết cái điệp khúc như vừa rồi thì mọi người sẽ đánh thêm một cái đoạn như thế này. Nó sẽ như này. Mọi người đang kết thúc ở la thứ. Mọi người đánh hết điệp khúc này đúng không? Kết thúc ở la thứ này. Rồi, đang kết thúc ở la thứ như thế này nhé. Thì mọi người sẽ đánh như sau, thả ra này. Đánh dây, đánh dây 1 này, sau đó bấm vào khoang 3 của dây 2. Cái câu khóc rất nhiều thì đánh dây 1 này, sau đó khoang 3 của dây 2, sau đó bấm lên pha minor 7, sau đó đánh dây dây 4 và dây 3 đây. Sau đó đánh dây 4 3 2 2 lần. Đó, đánh 2 lần xong đó này. Mọi người bấm ngón út vào khoang 3 của dây 1 đánh, sau rồi kéo lên khoang khoang 5, sau đó lại kéo về khoang 3 đánh không kéo lên, sau đó lại chuyển ngón út về khoang 5 à khoang 3 đó. Xong mọi người bấm lên mi thứ xong rồi mọi người đánh khoang 1 và dây 1 và dây 6. Sau đó mọi người đánh dây 3, dây 4 và dây 2 hai lần. Sau đó mọi người đánh dây 1. Sau đó bấm ngón áp út vào khoang 3 của dây 2. Sau đó bấm ngón giữa vào khoang 2 của dây 3, đánh dây 4 với dây 3. Sau đó thả ngón này ra nhé, đánh dây 2 buông. Sau đó mọi người bấm ngón trỏ vào khoang 1 của dây. Trỏ vào khoang 1 dây 2 nhé. Sau đó đánh dây 1 buông. Sau đó mọi người chuyển lên thế tay như này. Đó, khoang 2 của khoang 3 của dây 2 và khoang 3 của dây 6, 6 đấy. Đó là son đấy. Đánh dây 6 và dây 2. Sau đó mọi người chuyển ngón, đánh nhấc ngón này ra, bấm ngón trỏ vào khoang 1 của dây 2. Ngón trỏ vào khoang 1 dây 2 nhé. Đánh 2 lần. Sau đó bấm cái ngón này áp út vào khoang 1 của dây 3 à khoang 3 của dây 1. Đánh nhá, đánh xong rồi. Xong rồi thả ra đánh dây buông. Dây buông dây 1. Sau đó chuyển về đô.
đánh dây bát, đánh dây năm. Đánh dây 5, sau đó đánh 4, 3, 2, sau gạt xuống một cái. Đô gạt xuống một cái này, xong mọi người lại đánh lại. Đánh lại câu giống như vừa nãy nhá. Lại như này. Đánh tới đây thì mọi người thả thả hết ra. Ở câu trước thì mọi người đánh đến đây, xong mọi người chuyển về đây đấy. Đó, nhưng mà lần này đánh đến đây, mọi người thả hết ra. Đánh dây 2 và dây 3. Sau đó mọi người bấm về la thứ. La thứ mọi người đánh dây 5 với cái dây 3. La thứ này mọi người sẽ đánh dây 4 và dây 3 và dây 5. Sau đó đánh 4 3. Sau đó đánh 2. Sau lại bấm con này vào. Sau đó mọi người đánh lại điệp khúc luôn nhá. Lại bấm. Lại đánh lại điệp khúc. Đấy, la thứ kết thúc này. Đánh lại điệp khúc cho đến hết cái câu này, hết điệp khúc cái câu cuối cùng nó sẽ như này. Đó, sau mọi người lặp lại cái câu cuối đấy một lần nữa. Vừa rồi thì mình đã hướng dẫn toàn bộ ca khúc Khó vẽ nụ cười theo cái bản mình chuyển soạn, thì mình đã làm cho nó đơn giản hơn rất là nhiều rồi. Thì nếu mà mọi người tập và thấy đoạn nào khó hiểu hay thắc mắc cái gì thì mọi người cứ để lại comment cho mình nhé. Bởi vì là mình hướng dẫn rất là kiểu chi tiết, rất là khó, thì nếu mà có sơ suất đâu thì mọi người cứ để lại comment cho mình. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Nhớ like, đăng ký kênh, chia sẻ để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn mọi người. Chúc mọi người tập thành công.